护士长，祝母祝茶阿卡比波。护士长阿卡比波。我是阿卡比波来了。我是阿卡比波。Nhắm sẽ làm tên dụ hẳn đi chàng. Tên dụ dám gì chàng? Chắp đúng hả? 10 phút, 20 phút đấy. Cháu cứ thế ăn luôn à? Làm gì nướng chứ? Nướng hay là xào lên chứ? Ừ. À, chế của nó thôi. Ai đã học cả tổ viên nguồn này. Cho nó lên thăm à? Ừ, thăm. Thêm một tí đi chị cho bảo. Nhờn kìa đây, ít quá chứ. Đúng. Anh thêm đang dã cái này để tí nó cho vào món tiết canh. Tiết canh thật ra với các bác xưa nay là cái món tôi chưa bao giờ tôi quay các bác nhá. Không bao giờ tôi quay món tiết canh. Bởi vì là tôi quan điểm là tôi không khuyến khích món đó. Nhưng hôm nay ở trên này thì bà con ăn Tết năm mới có làm cái món tiết canh thì tôi quay đúng như thế nào, tôi không quay lại như thế các bác nhá. Tôi không che giấu nữa để các bác biết là cái món tiết canh ăn với hạt dổi như thế nào. Chứ tôi thì tôi không khuyến khích ăn cái món đó. Nhưng hôm nay là năm mới thì thôi kệ, mình cứ quay nhá các bác nhá. Nào Trang ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Cầm rổ bánh ở đây. Rồi. Năm mới trước khi vào món thịt lợn là có một món đặc biệt là món bánh trôi các bác ạ. Cái phong tục của mình là bánh trôi là phải ăn hôm nay đúng không? Vâng. Ngày mùng 1 Tết đúng không? Bánh trôi tự làm đấy à? Vâng. Ăn bánh trôi để nó trôi qua năm cũ các bác ạ. Bánh trôi của bà con trên này làm thì nó bé bé này thôi. Đây như thế này. Làm vào cái lá. Ê ê tắt loa đi Cường ơi. Cường ơi. Tắt đi tắt đi tắt đi. Rút loa là xong. Đúng rồi. Đấy, nó thằng kia nó mở loa to quá. Cường lấy cho ông cái đũa đây. À quên, Trang lấy đũa đây. Lấy đũa đây xem cái bánh trôi thế nào. Anh thêm chuẩn bị thôi. Rồi giờ Trang ngồi xuống đây. Cầm lấy cái này. Cho ông. Còn ăn thì như thế này, cái Trang của này nó ăn sẵn vào cái bát rồi các bác này. Đây cái bát này. Đây nha. Đây là nước đường à? Mẹ Trang. Nước đường. Nước đường. Không, ở dưới xuôi làm thì khác đấy, có gừng, có nhân không Trang, mẹ Trang? Không có. Không có. Không có nhân à, trắng hết à? Bên trong cũng trắng à? Trắng hết. Cái này là nước đường trắng thôi gì? Nước đường trắng. Thử đi, Trang ăn này, cho miếng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cho miếng trước. Ngon không? Ngon. Xấu hổ chứ nhỉ? Ăn mình ngon thì xấu hổ cái gì? Bây giờ ông ăn này. Thử nhá. Quay vào tận cảnh. Có chứ, anh phải ăn chứ. Để lấy nét đã. Rồi, đây lấy nét xong rồi các bác nhá. Miếng bánh trôi không có nhân. Bên trong đặc luôn các bác, không có nhân gì cả đâu. Đấy xuôi làm thì chúng ta cho thêm nhân đỗ xanh. Hoặc nhiều nhà làm bánh trôi chay thì có thêm một cái hạt đường phên. Nhưng mà đây là làm hoàn toàn là nhân trắng hết. Nhưng mà đầu năm mới là phải ăn cái này. Thế còn ngày mai thì ngày mai là mùng 2 thì bắt đầu mới làm bánh ấy à? Vâng. Bánh dày. Bánh dày à? Vâng. Mai là bánh dày, bánh dày có to thế này không? Có. À bánh dày ấy nhỉ? Ừ bánh dày. Phải giã cùng khộp khộp chứ. Này, nó Trang mới ăn, ông ăn hai miếng thôi. Ăn rồi. Ngoan nữa à? Thế làm miếng nữa đi. Thế Trang cho vào cái này ngon thế, đường này. Năm mới phải ăn bánh trôi tí các bác. Dưới xuôi chúng ta ăn thế nhỉ? Ba mấy Tết tôi nhớ ngày xưa bố tôi là hay làm cái món bánh trôi lặng rắc thêm một tí gừng nữa cơ. Gừng, đường phải đường phên ấy mới ngon. Cái này không có đường phiền. Hôm qua đi hội chợ có đường nhưng mà không mua. Rồi, cảm ơn, thank you. Còn đây là một cái rổ bánh, đợi tí đội anh thêm với mấy anh em vừa đấy mổ lợn xong để còn ăn tí xong rồi chuẩn bị vào các món ăn của buổi chính ngày hôm nay các bác nhá. Chả chả này.
chuẩn bị làm cơm năm năm mới. Cơm tẻ cơm nếp đây. Cơm tẻ. Cơm tẻ. Đây là cơm tẻ các bác ạ. Trên này thì không nấu mà là xôi các bác nhá. Xôi thì hôm nay tôi lần đầu tiên tôi thấy xôi vào cái nồi to này, chứ bình thường là có một cái chó cũng vừa vừa thôi. Cái này cơm tẻ đấy, cơm tẻ nhưng mà xôi, không phải là mình làm cơm nếp xôi đâu. Đấy, vung vào đây. Chốc cho nó chín. À, đây là quả thảo quả các bác ạ. Thảo quả cho món gì chú? À? Thảo quả cho vào cái gì? Cho vào dồi à? Ờ, làm dồi kìa. À, cho vào dồi cái gì? Vâng. Thảo quả thì cho vào dồi các bác, vừa nướng rồi đây. Vừa nãy là món hạt dồi thì giã để cho tiết canh, thế còn đây là thảo quả để giã để cho vào dồi. Quả thảo quả ấy. Sữa nó... cho một tí xong rồi tí cho cái khác như cái này. À? Thảo quả đây. Thảo quả kia. Đấy. Được chưa? Chứ chứ để mà làm. Thế thôi. Đây mít tròn, phát cá để so cái. Cái này là giá đỗ ấy à? Giá đỗ bằng ghế đỗ tương à chú? Vâng. Cho vào cái gì đấy? Sau xào với thịt lợn á. Giá đỗ. Đây nó thành giá đỗ như này này, cái này bằng cái đỗ tương. Đỗ tương. Đây cái này đấy. Ninh xương đúng không? Ừ, nấu cái xương kia. Liên tục đây. Ok đấy. Bên nhà thì anh em đang cụp băm làm tiết canh này, nướng thịt thì ở trong bếp thằng cu em đang nướng này. Làm rồi, còn trong bếp trong kia đang xào nấu cái món giá đỗ kia. Còn mình sang bên nhà bác để chơi tí. Nấu được món gì rồi bác? Chưa nấu á? Chưa. À, bên này vẫn đang chưa xong rồi cô? Chưa xong hết, vẫn còn nhiều. Đây bên nhà bác có cái chảo to tê nhỉ. Cái này rán mỡ thế chứ? Vâng, rán mỡ, nấu cơm. Nấu cơm, nấu này mới ngon đấy. Nhà mình nấu xong hết rồi chứ? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi, sắp được ăn rồi. Hai đứa này đói chưa? Đói rồi. Đói rồi nhỉ? Cháu đói rồi. Từ sáng giờ chạy lung tung thì đói chứ. Cô chạy ở trong nhà xem phim. Ở trong nhà xem phim thế à? Ơ, đi sờ vào cái đấy làm gì? Gì ra đây? Đây, để các bác tôi quay lại toàn bộ cảnh cái bếp cho các bác xem. Và đây là cái lò bếp truyền thống Đông Á Hà Nhi mình xưa nay hay nấu cái bếp này. Nhưng mà sau cũng chuyển đổi sang cái bếp nhỏ hơn hoặc là bếp ga. Ví dụ như có cái bếp to này nhưng góc nhà trong kia là vẫn có một cái bếp ga các bác. Còn cái bếp này thì là nấu xào trên cái chảo to này cực ngon luôn. Trước tôi đi sang phía bên kia Trung Quốc ấy, anh em Đông Á Hà Nhi bên phía Trung Quốc bên kia cũng nấu như thế này luôn. Chảo nồi to luôn. Tôi có cái ảnh tôi đứng nấu ăn tôi chèn cho các bác xem. Đấy cái bếp của người ta cũng dạng như thế. Chỉ cần tí củi ở dưới này thôi là cháy ầm luôn. Hai ngăn luôn. Nào.
Nói chúc mừng năm mới đi, em bé. Thanh quả đâu, thêm mình quả đâu. Rồi à? Rồi ấy. Rồi mang đi luộc luôn. Mấy đại xô ra một bóp kìa. Ông ta cũng là vậy. Mấy chân ngựa thật là vòng à. Ê, tôi kia là. Có mắt vào thật là đau nó. Đây là tiếp canh em. Cái món này vào. Không luộc đây, không nào luộc, luộc kìa. Lạnh thế nhỉ trời này. Nhưng mà trời này uống rượu thì lại vào ấy, áp ấy. Rồi anh. Đến tiếp hạt rồi. Cho Tết. Luôn. Cho cái cành hợp. Được quá. Cái khối này dai sướng nhỉ, cái chai nó to đây. Chai to nặng. Cái bằng đá thì chúc ăn mới ra cái chứ. Vâng, đi đánh mới chuồn nữa. Cho lá ổi vào cái tiết canh nhỉ. Ừ. Xong hết rồi anh? Xong hết rồi. Đây là một trong những cái món mà cháu đứng sát bên này cho chú cháy sáng. Đấy. Món đầu tiên tôi có ghi hình trong các cái chương trình của chúng ta. Bởi vì là xưa nay tôi chưa bao giờ quay những cái món này. Đây là món tiết canh các bác ạ. Người Việt chúng ta thì hay ăn tiết canh. Người Thái Lan cũng có ăn, người Lào cũng có ăn. Nhưng mà tôi thì xin phép tôi không nói về cái chuyện quan điểm này kia. Nhưng mà đây là hôm nay là có làm món tiết canh lợn từ cái con lợn mà nhà nuôi đấy. Còn cái hạt dổi này này, anh em trên này ăn hạt tiết canh thì thường nó bắt buộc phải có cái hạt dổi. Hạt dổi thì hay cho rắc lên trên cái bát tiết canh như này các bác nhá, chứ không cho lẫn vào cái tiết. Tôi không phải quảng cáo này, tôi bán cái hạt dổi này, mà vấn đề là ở trên Tây Bắc tôi thường là ăn hạt dổi, ăn tiết canh là hay cho hạt dổi vào, mình rã nhỏ ra mình rắc lên trên cái bát giống như kiểu này một tí này. Nhưng mà thường khi ăn thì mọi người mới rắc, chứ còn không rắc ngay. Đó các bác nhìn này. Tôi xin phép là tôi quay trước các bác nhá, là tôi lấy ra một bát canh như thế này. Ví dụ như bát như thế này. Đây các bác nhìn rõ nét chưa? Hạt dổi thì chúng ta thường là hay làm thế này. Giã nhát nát ra này, xong rồi lấy một ít hạt dổi vào tay, đừng có cho vào cái thìa nó nhiều quá, thì mình rắc rắc nhẹ lên trên cái bát. Cô đứng sang bên này cho cháu một tí. Đấy, thế cho nó sáng. Nhờ một tí. Trang đứng sang bên kia một tí. Đó, mình chỉ cần rắc một thoáng một ít thôi thì lên cái bát tiết canh trên này nó chính là cái tiết canh ăn với hạt dổi như này các bác ạ. Thôi các bác nào ăn thì các bác cứ ăn, bác nào không ăn thì không ăn, tôi không xin phép không nói ra quan điểm của mình các bác nhá. Thì đây ăn năm mới với lại gia đình. Kiếm đẹp để lại.
Đây là một loại nước chấm đặc biệt mà anh Thêm, tôi đang ngồi chơi ngoài kia, anh Thêm gọi và chạy ra xem làm nước chấm bằng cây me các bác ạ. Chỉ cạo một tí ngoài này thôi em. Vâng ạ. Chuông. Không, chắc là chát ạ. Chát á? Vâng. Là nước chấm. Chấm cái gì? Chấm với rau sống. À, chấm rau sống. Vâng. Thử xem nào. Đây các bác này, cái vỏ cạo ra nó như thế này. Thử xem nào, ăn xem nó có chát không. Ôi. Ôi giời, chát kinh khủng luôn đấy các bác ạ. Cái đấy, tí anh lấy một tí, nhiều một tí. Rồi. Cái vỏ của cái cây này nó chát dã man luôn, chỉ cần cho một tí vào mồm này mà không thể nào mà nhai được. Cái này tí làm nước chấm à mẹ Trang. Cây này là cây gì đấy? Cây me. Cái me á? Cái đâu nhỉ? Nhưng mà anh không có biết khó chơi rồi, cái tủ lưng khó chơi bà đó là chả ca không một giấm mà hẳn hồi xì kia rồi. Đây là cái cây nó như thế này, nó có phải là cây me không? Có. Cây me ăn quả? Cây me quả. À, me tròn à? À, quả me tròn à? À, cái đây, đây là cái cây me tròn, các bác ạ, vỏ cây me tròn. Thử liếm nào. Chán lắm. Cây me tròn các bác ạ, cái cây này này. Mình là cái vỏ này, vỏ đúng là cây me thật. Em nó vừa nói là cái cây me tròn thôi mà. Cái cây me tròn trước tôi với anh Toản đi bẻ ăn ở dọc đường, tôi có chèn cái đoạn này vào cho các bác xem cái cây đấy là biết ngay này. Toản cắm mắt cắm mũi đi không nhìn thấy. Chát chua. Chát lắm me tròn này. Nhiều hết. Đây. Đang lạc đường. Cận cảnh cho các bác nhìn me tròn đây. Không biết là đang lạc còn đi lấy quả. Thì lạc thì đang bị lạc gần chết rồi các bác ạ. Đấy, nó chính là cái cây me tròn như thế đấy các bác ạ. Vỏ cây me tròn làm nước chấm. Tết mới làm món này đặc biệt phết nhỉ. Để đây nhá. Alo có chị ra thế xong cái này tí nữa làm thế nào em? Cái này cho vào bát xong rồi ấy. Cho nước vào, rau thơm nữa. Cho rau thơm thì không cho nữa, cho hạt dồi vào, cho măng muối mì chín như ấy vào. Hạt dồi cũng cho à? Vâng, hạt dồi cho me thơm. À. Vâng. Làm nước chấm rau sống. Thôi để đây tín được ăn biết ngay mà, nhỉ. Đẹp đấy. Được rồi, cứ bình tĩnh. Ui, thủng bố một đoạn rồi. Vỡ rồi đây. Thôi đi. Đây chú vớt cái dưới đi, cứ gạt ra lên đây. Dưới này cũng thủng. Dưới này cũng thủng vào đây. Có phải không đâu. Thủng hết rồi. Thủng tứ hành xung cả rồi đây. Ông chịu đâu. Rồi của ông nào nó vỡ toang hoang thế này. Gan của nó trong đấy chắc chín rồi đấy em ạ. Gan mình làm quá nó cũng không ngon đâu. Ngồi đây. Ngồi xuống, ngồi gần vào đây. Đấy ngồi đây. Thế ăn Tết thì có được mặc quần áo mới không? Dạ. Có quần áo mới chưa? Chưa có à? Thế hay là mẹ có rồi mẹ cất đi chưa cho mặc đấy? Có nhưng không cho mặc á? À? Thế chắc là tí về mặc à? Tí về mặc quần áo Hà Nhì vào mới đẹp chứ có quần áo Hà Nhì không? Có. Có à? Thế tí về mặc vào chụp ảnh nhá. Được chưa? Cơm nước thì cũng gần xong rồi, quanh đây đã rất nhiều gia đình đã bắt đầu vào mâm rồi các bác. Anh em tôi thì hôm nay vẫn còn đang chờ một tí vì làm hai con lợn giúp nhà ông bác bên kia một con, xong rồi nhà mình một con, thành ra là nó hơi lâu thời gian một tí. Đếm sơ sơ qua thì nó phải có đến 4-5 món rồi đấy. Toàn món, có những cái món lạ, có những cái món các bác biết nhiều rồi. Ví dụ như là thịt lợn nướng là các bác biết rồi đúng không? Còn có vài món lạ nữa. Đặc biệt tôi cũng đang háo hức cái món là cái vỏ cây me mình làm nước chấm. Thì đợi một lát nữa là làm thì tôi quay cái cảnh đó cho các bác xem các bác nhé.
Tôi cũng rất muốn tìm hiểu xem vì mình bản thân mình chưa được tiếp cận bao giờ cả mà. Còn mấy đứa này tí nhớ về mặc quần áo hài nhì đẹp nhá. Quần áo bé bé, quần áo hài nhì nhá. Xong rồi chụp ảnh xong múa nhá. Nhớ chưa? Trang thì có, trang thì đâu có. Hôm nay chúng ta sẽ có hai món nước chấm đặc biệt các bác ạ. Một là cái món vỏ của cái cây me như vừa nãy tôi có nói. Món thứ hai là cái món lạp. Món lạp này thì có một cái điểm thú vị là cái quả mắc có với lại thịt. Như trước tôi có làm cái video là ăn quả mắc, ăn rau má ấy, nước chấm rau má ấy. Tôi hay làm cái lạp này là cái từ cái thịt lợn. Nhưng mà sang bên này đồng bào người Hà Nhì, anh em bên này cũng làm y hệt thế này luôn các bác. Tức là cái món này tương đồng giữa người Thái và người Hà Nhì là có cái món này giống nhau luôn đấy, món lạp này. Các bác muốn xem kỹ hơn thì hôm nào tôi sẽ thực hiện lại một cái video này chi tiết cụ thể hơn. Vì ngày xưa mình quay cái đấy lâu lắm rồi nó cũng không đẹp không nét. Còn hôm nào tôi sẽ quay lại các bác nhá, cho nó thật đẹp luôn các bác. Vì mùa này đang là của mùa quả mắc có mà. Tôi ở cái lán của tôi bên cái nhà tôi bên ruộng kia thì có cái cây rau má nó mọc rồi. Mắc có thì đang có. Thì hôm nào tôi sẽ làm món này ở bên nhà các bác nhá. Còn hôm nay là gia đình chỉ có làm này sẵn, tôi không quay chi tiết đâu. Để đây tí nó còn thiếu nước ấy, đang thiếu nước mà tí mình cho thêm nước vào. Cường có ăn cái món này không Cường? Hả? Cường có biết món này gọi là món gì không? Hả? Không biết á? Thằng ngố ngố. Không nói chứ. Hay chơi với ông nhưng không nói. Đúng. Thế là uốn. Sao? 11 giờ 14 15 phút rồi các bác. Hôm nay nhắc lại là ngày 14 tháng 12 dương lịch các bác nha. Nhưng mà hôm nay là ngày Tết mùng 1 luôn của đồng bào anh em người Hà Nhì trên này. Anh em tôi là tôi với anh Thêm lần đầu tiên được tham dự ăn Tết chính thức như thế này đấy. Còn trước là anh em ăn Tết mùa mưa thôi. Còn bây giờ thì rất là đói rồi các bác, đói lắm. Từ sáng giờ đã ăn cái gì đâu, mỗi hai tôi ăn được 3 cái bánh bánh trôi. Còn anh Thêm, anh Thêm lấy con bánh trôi không? Ăn mấy viên thế à? Con mổ lợn, mổ còn hai con lợn cơ, từ sáng giờ đói rung cập rồi, uống thuốc lào này tí nó say chết. Gà ăn thì có mạnh khỏe, năm nay là ăn khang thịnh vượng nha. Năm nay có lợn bé, sang năm có lợn to hơn nha. To một trao này mà nước buồn quá. Thôi được, không trao cả ông nhỉ. Anh em đang ngồi trong nhà, đây là nhà ông bác bên này. Thì là trên này có một cái hay là cứ đám cưới giống như ngày xưa ở quê chúng ta các bác, là cứ nhà này sang nhà kia. Bên nhà chính kia thì chưa ăn, thế nhưng mà bên bác đây mời thì là anh em xong cái này chúc trước một tí rồi. Thì tí bắt đầu về bên nhà nhá. Chứ còn như bên nhà là chưa sắp xếp đâu các bác ạ. Đợi một tí nữa cơ. Cứ để cho anh Thêm với cô em nó ngồi trong này đã. Cháu ăn đi cháu. Không ăn à? Không đói á? Có một vấn đề là rất nghiêm trọng các bác. Tôi thì mong chờ cái vỏ của cái cây me tròn kia để làm nước chấm, hóa ra là cho lẫn vào cái quả mà có rồi lạp này, cho lẫn nhau hết rồi còn gì nữa à? Đúng rồi. Thế bây giờ trong này là có cả cái vỏ cây chát cũng quả mà có với lại thịt lợn lẫn nhau hết rồi. Thôi trông nó chén cái này nha, hôm nay không quay được cận cảnh cái món vỏ cây me nữa rồi. Để anh em nó sắp đi. Đây mâm đây đang sắp rồi. Cơm ngày mùng 1 đã xong rồi các bác, mùng 1 của truyền Tết nhá. Thì hôm nay là chia làm hai mâm, góc kia một mâm này, góc này một mâm. Anh em thì đang uống rượu bên kia chưa về, để tôi giới thiệu với bác từng món ở trong cái mâm này cũng như mâm kia các bác nhá. Nó sẽ khá giống nhau luôn đấy. Để tôi đặt máy quay xuống này. Rõ chưa các bác, cũng hơi khá một tí rồi nhỉ. Đây là đầu tiên này, cái món này là món thịt lợn xào với lại quả ớt xanh. Thì món này chắc là món cổ truyền trên này. Đây là cái món lòng xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt à? Sườn xào chua ngọt thì cũng giống như ở xuôi thôi. Còn cái đĩa này là đĩa nem, cũng giống như ở dưới xuôi. Có thêm đĩa thịt luộc như này nữa.
cái này là thịt nướng hoàn toàn này, cái này thịt nướng như trên này thôi. Còn cái món bát này là cái bát món lạp với lại quả mắc có với lại cái vỏ của cái cây me tròn vừa nãy tôi có nói các bác. Còn cái đĩa này là cái đĩa đặc biệt mà hôm nay tôi cũng được ăn lần đầu tiên đây. Đĩa này là đĩa cái thịt lợn xào với lại cái mầm của cái quả cái đậu tương à? Đậu tương sao nó tròn nhỉ? Lúc nãy xem cũng hơi là lạ một tí vì sao nó tròn xoe này. Đây là mầm đậu tương các bác ạ. À, quay sang bên này một tí. À đây có cái bát này hơi nóng một tí, xin lỗi các bác là nó hơi khó quay. Là cái món canh rau cải cháo, tức là mình luộc lòng xong là mình ném rau cải luôn, cho một ít gạo vào thành ra cái bát cháo như này luôn này. Đó. Món này món cổ truyền của đồng bào, nhìn thế này đấy, có chắc nó có thảo quả trong đấy. Còn lòng luộc thì ai biết rồi. Cái hai cái bát này thì xin phép là tôi không nhắc tên nữa nha, các bác nhìn các bác biết rồi đúng không? Thì canh lợn. Ai ăn thì ăn, ai không ăn thì thôi, ăn thì thôi, tôi không có nói quan điểm của mình là nên ăn hay không nên ăn các bác nhá. Toàn bộ mâm cỗ đây, để tôi quay toàn cảnh ra này. Đấy, toàn bộ cái mâm cỗ đây. Đói chưa cháu? Ăn luôn đi. Chưa được đâu, nhỉ, phải đợi các bà đã. Các cụ đây còn đang chờ đây các bà. À thiếu một món. À đây. Cái món này cũng là món da đỗ xào. Da đỗ là cái mầm của cái này đấy các bác. Lúc nãy em nó làm ấy, cũng xào thịt lợn. Toàn bộ hôm nay là thịt lợn hết thôi, con lợn ở nhà mổ ra làm y này luôn. Mâm bên trên này cũng nguyên như thế, đợi các ông về là xong. Cái này thì đẹp hơn thì tôi quay đặt, tôi xoay cái bàn này lên cho nó nhìn cho đẹp các bác nha. Đây sang bên này thì tôi quay này thì các bác nhìn đẹp hơn này. Được chưa? Bàn này thì có cái mâm quay. Mình quay như này. Đây chính là cái món cháo đấy. Nem, thịt nướng, lạp, thịt lợn mắc có với lại vỏ me, thịt luộc, sườn, lòng luộc, tiết canh, mâm đậu xào, ớt xanh xào thịt lợn, bát nước chấm này với là vị tưởng này, ớt cay, hết, xin mời. Thằng Cương nín chưa? Hai mẹ con như mày nín rồi chứ gì? Đấy bây giờ chỉ còn chờ để vào mâm thôi các bác. Tức là cái văn hóa bây giờ ăn Tết thì đồng bào Hà Nhì, đồng bào Thái hay là gì đó thì cũng phân biệt rất nhiều giữa cả. À, tức là có cái sự phân hóa giữa thức ăn rất là nhiều, từ miền xuôi miền ngược là học lẫn nhau hết. Tức là trong cái mâm này có những cái món mà cũng của dưới xuôi mang lên. Ví dụ như là cái món gì nhỉ vừa nãy nhỉ? Nói món sườn xào chua ngọt này, hoặc là cái món nem này là của đồng bào dưới kia mang dưới xuôi. Thì trên này cũng học làm ăn Tết thôi chứ cũng không phải là cứ bắt buộc phải là món cổ truyền đâu các bác. Chỉ có vài món cổ truyền, ví dụ như là cái món đậu này tôi nói này, hoặc là món canh này thì là đúng là những món cổ truyền thực sự luôn của đồng bào trên này. Hoặc là cái món lạp này là món cổ truyền, hoặc là cái lọ mắc khén này thì là món cổ truyền của anh em trên này. Còn rượu thì là nhà nấu là rượu ngô à hay rượu sắn? Rượu gạo ấy, trước thì bố em làm rượu ngô cơ mà không làm nữa. Bây giờ không làm nữa. Bây giờ không làm nữa. Ừ. Thằng Trâm đang say bên kia đi, gọi bố mày về đi. Đi nhanh lên, đói rồi đấy. Hóa ra anh em mình ngồi trên nhà. Ngồi trên nhà tình cảm thế này làm gì nữa. Vào đây anh em. Đi vào đi, đâu rồi? Vào con đồi. Thoải mái rượu. Rượu họ. Ông vào ngồi chỗ đi. Chỗ nào đây? Một con cũng biết rồi đấy, không được ngồi. Kệ tức ghê, tức nhỉ, bố nhỉ. Không tức đâu. Lấy con gái mình đi, tức thì kệ nó chứ. Đã có rượu thôi. Quên, xinh tí nữa. Bây giờ mà nó mà trả lại còn cảm ơn. Toàn lãi đó. Mừng nữa chứ. Bây giờ là anh em bắt đầu vào mâm rồi, tí còn tiếp tục sang các nhà khác nữa các bác nha. Nên là đội anh Thêm chắc từ giờ đến chiều là không đi được nữa rồi. Không đi được ấy, chân đi không vững nữa đâu. Cho nên là ngoáy bên này ngoáy bên kia thôi. Vào đây chắc chắn là say rượu bét nhè luôn. Chắc chắn luôn, không thoát được đến tận tối hôm nay ngày mai nữa. Còn món ăn đây thì tôi xin phép là tôi sẽ không quay cái gì cả chi tiết nhá, để cho anh em thoải mái ăn. Còn tiết canh cái thứ này thì cũng mời các bác vào mâm cùng với anh em tôi, còn rượu đây. Thế thôi nha các bác nha. Tí tôi quay cảnh toàn cảnh ở ngoài phía anh em ăn ở dưới bếp nữa nha. 1 2 3 nào. 2 3 nào. Chú! 2 3.
bò béo lên. Đấy. Bây giờ anh em mình ăn thì cũng có dương phải mong con lươn gà. Con lươn gà vừa con. Đây bây giờ. Trong nhà thì đang vẫn đang uống các bác ạ. Tôi thì cũng hơi mệt mệt một tí thôi. Mà chưa say vì vẫn chỉnh được là mặt nó chưa lên nó chưa lên mặt. Nhưng hôm nay thì trên này thì vui lắm, trong nhà bếp kia thì đang rất là đông nữa. Nên là cố gắng một tí nữa nha các bác nha. Tôi cho phép cất máy ảnh xong là xem tình hình chiều này, mưa này thì có đi xem hát xòe tiếng hà gì được không nha. Nó hiểu á.